tạc 5 đến 10 kg thôi trên ao đó. Giữ về hát đây. Ừ, tạc trong đó tụt á, nó mùi lớn kinh khủng em, nó tụt xuống tới bể hay đó em. Là ừ. Dạ. Còn lại và đủ chỗ ngồi không? Đủ. Dư mà. Mùa nước ngọt thì cái kìm thấp. Kìm khoảng 80 à, 70 à. Và lúc đấy thì đánh cái anh cao ốc của mình mấy ký, và mùa đấy đánh anh cao ốc rất là nhiều, đánh phải 5 ký vậy đó. Ngày nào cũng có, gần như là 2 ngày cũng tiết kiệm, chứ ngày nào cũng 2 ngày đánh nhiều quá để chịu nổi. Đối với anh là bất gần rồi đúng không, vi sinh mà anh đánh giống như em là 2 ngày anh đã đánh rồi, khoán như vậy 2 ngày đó, đây là gần như cách ngày thôi, kỹ ngày thôi. Và cái vụ đây là đối với Bến Tre rồi là người ta nói là mặn là bất lợi, nhưng đối với cái vùng Mỹ Xuyên này á thì lại cái bất lợi khác là cái ưu thế bên đây, cái độ mặn nó cao nên là lý tưởng. Cái chu kỳ 4-5 năm mới lặp lại một lần, không có cớ giờ này mà trên 10 bằng ngàn. Đúng rồi, mà vụ nghịch á, anh kể em rồi á, anh đã từng kể ngoái, vụ nghịch nó còn có 1-2 à. Là vụ nghịch ở đây là từ vào tháng 8, tháng 9 năm lịch á. Dù anh cũng đã nuôi được tôm về 30 con, nhưng mà cái phí rất là cao của vụ nghịch. Là phải đánh anh cá ốp, đánh anh kìm, đánh khoáng, vân vân, đánh thậm chí đánh muối nữa, muối hạt. Anh đánh tới 200 lần. Đúng rồi, muối nó mới giữ được cái kìm. Độ mặn nó không tăng nhưng mùa nước ngọt mà đánh muối nữa nó đỡ độc màu hai đi đúng rồi. Nó lại ít chấm đen. Nhưng mà cái chính là em nói đúng là chính là giữ cho cái kìm á, chứ cái độ mặn nó lên không bao nhiêu. Nước đây hiện giờ độ mặn phải trên 10 phần ngàn. Đo rồi, anh đo rồi. Anh đo cho cái ao đất ngoài kia đó. Không giờ anh đo dùm rồi. Gần như là cũng đang là mô hình ao bạc đó, sản phẩm Big Bum Power Luta Pro B canh Cota giống tương đối vậy. Iốt đinh nó đã dùng đều rất khử khí độc. Hậu ơ, và đồ gớt, sản phẩm chủ lực. Liều trộn là 3-5 gram. Sản phẩm chủ lực của công ty. Men tiêu hóa, đường ruột to dài. Trật rồi. Trật. Đây là cái kho không có kia bán đúng rồi. Kho đây có trộn rồi đó, đó. Mới biết kia. Đúng rồi, 100 thuốc của thằng Dương. Cũng trở lại và đồ gớt. Bán tạc thì Big Bum và Roaming. Roaming thì trộn cho ăn thì Quick Sale nhãn tím.
À, diệt khuẩn thì Vio Clear, Vio Clear. Cái liều sử dụng thì tôm giai đoạn lớn là đánh cho một xô và cho một ao một ngàn. Tôi gắt thằng bao. Bao chứ không bao anh. Để cho nó trung thực thì cứ hỏi anh Nhẫn bùi rùi gắt thế nào. Tiếp tục hỏi người nuôi. Còn trên kia là kho bán, còn này kho trộn, có giết chi phí rồi chứ. Kho anh đây nè, tôi trộn cái này nha, anh Nhẫn. Tao gắt. Cái này mấy trăm mét vuông? 125 mét vuông. Ờ. Cái mực nước mình dẻo. Đó, nãy có nói là qua đây tôi thấy một cái hình dạng khác chút là tròn nhưng mà tròn là vẫn đất lót bạc. Mà nó tốn đất hơn, nó tốn đất hơn. Hả? Nước đẹp quá. Này nó hao bị bỏ mấy gốc nè. Mấy cái gốc là bằng ta được một ao như cửa một tàu ao vuông. Sử dụng vi sinh sôi mát với bùi rô bê đúng không anh? Ờ, thay phiên. Lúc này xài sôi mát nhiều. Dạ, đúng rồi. Ở đây bao nhiêu ngày anh nhỉ? Hả? Ở đây bao nhiêu ngày? 87 ngày. Lúc 87 ngày kìa. Tin nữa. Trời ơi. Dạo này đó dùng sôi mát nhiều đúng rồi. Đúng lúc đầu xài rô bê, lúc này xài sôi mát. Dạ, cuối giờ sôi mát. Này là như con rồi anh ạ. Chưa có cân nữa, tính 90 ngày cân hổm 80 ngày cân. Hôm nay hầm nang như ký. Này ăn 100 hầm mấy ký. Trong mấy ký. Chậm lên. Hầm này. Hai hầm nó ăn cỡ, hầm chở này ăn hơi ít. Có vẻ sung hơn rồi. Con bự dữ à. Cái này cái ao gốc của nó nè. Ao này hồi đó ao gốc. Ờ. Đã kia. 7 ngày em làm phải 6 ngày. Con tôm nào cũng thấy mấy con tôm này ngon á nè. Đây luôn. Tôm thấy tròn. Anh dùng khoáng sao anh vậy? Hả? Ngày nào đánh sao anh? Không, ít đó. Lúc này bị độ mặn nó có cũng xài đó. Thì cũng xài sen kẻ thằng múc bơm với thằng gì? Gomin. Hai thằng sen kẻ. Cái mặt cười này anh có trà không? Hả? Mấy ngày anh chàng là trời ơi, hồi đầu vụ sạc đâu có hai ba lần vậy đó hả? Đâu mà sạc qua. Với lại hơn nữa, chỉ từ không dùng vi sinh mới trà thôi. Không. Ủa, mấy giờ chết rồi, mấy giờ nó đang sụp vi sinh, nãy giờ quên kêu nó. Chưa đánh hả? Lấy ra cho nó. Việc thì cũng rành rồi, thấy mà nước đã không? Không chê vào đâu đúng không? Nè, có ao này, ao đó là chủ lực, còn ao đó ao gốc hơi nhỏ hơn. Đi đại ra coi. Đại đây không sao đó, cầu này nó quạt quạt thôi. Màu nước này quá trời, tuyệt vời. Ừ. Cái này là 367 con rồi nè. Đúng đâu? Cả 35 mà. Từ 35 con nó lại không có hơn. Anh ơi, đi qua lại. Cái má này. Lại. Đi. Lúc này nó tròn tôm. Ừ, bắt khó lắm.
nấm. Nó trơn lắm. Tốt quá. Wow. Màu đã quá anh ơi. Lúc này mình đánh tháng cầm cầm chứ kích nó lọt quá cũng được. Yếu à. Lọt đột ngột. Chủ yếu chọn thằng Excel á. Chọn Excel. Ừ. Anh chọn mấy mấy lít à? Chọn 3 cc cái thức ăn. Hồi đó thì tính nuôi có 2 ao à. Tính 2 ao này thôi. Dậy mấy sáng ra. Cái này cứ nuôi lúc luôn, nào thấy nữ lớn đó. Thôi chứ. Có nuôi 120 ngày luôn. Thì cái ao kia có gì ra bán nhiều rồi bán ao kia trước. Ủa đây lúc 2 ao đây cũng lúc thôi chứ. Thì 2 ao này nữa có gì bán ao kia. Ao kia. Thấy là nó xong rồi từ đây sang qua ao đó lại. Không. Chuẩn bị gieo rồi em. Hăm mấy này thả lại. Gieo phải để ao để dành để thả còn 2 nữa thì lúc. Nhưng cái gì nào hết lớn rồi thôi. Nước ở trên đó. Ở trên cặp Kinh Thành Mỹ chỗ cột điện đó. Nó ra Kinh Thành Mỹ à. Bơm vô đó. Rồi nó đi vòng về bên cái khuôn bên đó đó. Ông dùng ổng mềm đó Việt. Đó mới cấp về đó. Đang cấp về đó. Đó đang cấp về đó đó. Rồi bắt đầu cấp vô cái 3 ao này. Đó bên kia chạy bạc bảnh. Đãi vô đi cái cậu này nó cứng nhắc hả. Này ao vuông thứ người tạo dưới nè, ao này đó ao sẵn sàng. Rồi thấy vậy quá chiếc nước còn đẹp hơn nữa ha. Ao này thưa hơn ha. Có đâu thấy vậy ba mấy. Bị hồi đó sang qua 2 ao chiếc qua đây nè, mình thử ra nó hơi so le 8-10. Lúc sang qua là 60 ngày, 70 với thằng 90. Thằng 90 sang trước. Yeah. Hai bữa. Hôm nay bé hát nó đang nhiêu anh? Bé hát hả? Bé hát thì nó não giờ nó ngưỡng 8 mấy à. Đổ kiềm thì thường thường là 140. Kiềm mà khỏi lo luôn. Kiềm thì nó ổn rồi, mùa giờ nó không có dưới 120. Dạ. Yeah. Nước đây đang khoảng bao nhiêu thước mấy anh? Này hả? Thước mốt. Thước mốt. Ăn cái bờ đuôi hết không, cái đuôi nó dài nó ị ra không, nó kéo thử cái đuôi không, nó dài á. Không, không dài, nó cũng lấy mớ thuốc chứ. Không, cái bờ đuôi nó tốt á. Em nhìn, con đi. Nó ị nó cũng dính, nó dài lắm. À đây nè, ví dụ vậy nè. Đó, không, đó. Nếu mà cái, không phải là cái bờ đuôi, cái dân phẩm nó không tốt á, mà nó đứt khúc liền à. Xin tấm hình mình nhận. Ủa mấy cái này dơ quá. Dơ tôi mới dùng chứ sạch thì anh đúng không? Dơ anh mới dùng chứ sạch thì đúng không? Dùng mình quăng ra đầy về bờ đây đúng không? Ủa à, 2 ao dưới đang chạy cục 65, cục 100 à? Cục 100 chứ. 65 là đâu có đâu à. Nhiều đĩa 2 ao nhiêu đĩa? Mỗi ao 200 đĩa. Đĩa thước mấy ống? Nhiều ống? Một 200 cục á, 200 7 tấc. 200 cục á. 7 tấc là 7 tấc ống hả không? 7 tấc ống á. Ồ. Cái này là 8 tấc ống. Nhiều hơn. Nhưng mà anh cũng chạy một đầu 100 hả? 100. Ừ. Em tấc ống mà hai bên nó tới 200 mấy đĩa. 240 đĩa. Sao? Ba bên trời, bên đây đi chị.
Thì hai bên đó, hai ao đó, ao dưới chạy cục 80 riêng. Ờ, riêng. Hôm đó. Chân cái giữ cho cái quạt đó. Quạt. Nó không cho dịch. Nó hơi gió, cái tỉnh nó đùi điện kia rồi đó. Đây nó bán hết rồi. Nhưng mà nó không nhận ra đã thông mấy em thấy là soi mát rồi bê đó ảnh dùng đó thì màu nước 87.000 quá đẹp không BH đâu tán không nhiêu BH BH thì nó tán mấy à đổ kim đâu thì nó ổn đổ mua vậy BH buổi chiều nó bị cao nhưng mà tôm này không có sợ không bị, tôm càng lớn tuổi tôm càng bị lớn mình nó không bao lâu á mình thay nước rồi dài hơn hả? Mà sao thấy hàm gốc này hơi nhỏ hơn thì đúng rồi nó nhỏ hơn có một con à mạnh giờ mới không ngày một ngày nay bao nhiêu ký rồi ngày 300 bao thì 350 ký. 350 ký là mấy ông này. Ừ, ba. Cái này mình xả ra đâu nữa nhỉ? Cái này thay nước bơm lúc này nước mặn bơm bỏ luôn ra sông luôn. Tới mùa tân hoàng lấy nước. Đó. Còn thì nó chạy quạt rồi này cái khỏe nó mất diện tích dữ anh ha. Ờ. Nó mắc 40 góc rồi, mắc mấy trăm mét vuông. Vô để im rồi đó. Nước này có dùng lại không anh hay là nước xả bỏ luôn? Tháng này thì xả bỏ rồi, tới mưa xuống nó mắc độ mặn bắt đầu từng hoàng nước. Cái bơm lấy nước mặt ha. Anh Nhẫn. Hả? Trong kia bơm ra đây chứ. Đây bơm vô. À đây bơm kia. Ồ. Là anh lấy nước từ nào anh bơm đây vô? Xi phong nè. À. Đâu có dám thải ra ngoài đâu. Xi phong ra đây rồi chưa bơm cái nước đó. Đó thời gian mình bơm bỏ. Cho nó chịu nó dơ thời gian bơm bỏ. Lên đây cách đây không được anh. Hả? Xuống dưới à. Chứ thải ra ngoài đâu được. Ồ, có. Cá Huy chịu đâu nổi, chỉ có cá chê thôi. Không có cá nào mà chịu nổi. Có thả cá chê. Bữa nay nữa là 15 tấn này. Nếu mà tính ra nếu mình tính 360.000 là 36 con thì lúc này là nó 1.5 sức ăn rồi. Anh nói 1.5 chưa tới, em nói chưa tới đó. Em nói chưa tới, tôm anh thì mình, thì mình tính 10 tấn thôi là, thì đúng là hết bữa nay là 15 tấn thức ăn là nó 1.5 đó. Mà nếu trên 10 tấn thì dưới 1.5. Cái lượng này của anh trên giờ nó là cho nó 30 gram đi chú. Mà thấy gram mình xác nhiêu nhiêu 130. Nó mà nó cái bạch dữ. 360 đó tính còn cả 36 á. Là ở đây anh cũng làm là anh dèo ở đây khoảng chừng mười mấy ngày cho xuống. Giờ đây khoảng chừng 400-500 vậy đó. Ừ. Xong rồi mười mấy ngày cho xuống này. Ừ, xả cho xuống ao. Đây khoảng 40 ngày là xuống tiếp. Ừ, khoảng 40 ngày. Ngày là sang ao 40 ngày là từ thời điểm mà tính ra đó là tính 40 ngày hay là lúc đó tôm là 55 ngày ha? Không, tính thời điểm luôn. Từ đây luôn? Ừ, thời điểm mình thả luôn. À, dạ. Mà lúc vụ này mới 35 ngày sẽ thả sang ra cho... Không làm vui như những người khác nữa. Tính làm cho nó khác khác để đi pháo trùng à. Chứ nó chung cũng đi không có đi không lúc đó không có thời gian đi tham quan nhiều. Yeah. Có xuống khuôn tạo được có một lần mà lúc đó chưa có dự toán làm chưa nữa, làm chưa có xuống. Tính, chưa có nhìn kỹ rồi rủ đi nhậu. Họ thấy vậy thôi chứ đúng không? À, lúc đó chưa tính là không có để ý. Ra coi tôm rồi thôi đi nhậu chứ làm gì nữa. Cứ làm đó chưa hoàn chỉnh đâu tới. Xong vụ sao là sửa rồi thì chỉnh sửa từ ví dụ hệ thống oxy đồ này kia mình làm chưa như cái nhà ông dèo anh chưa có lọ tôm phải không?
không lợp đâu. Nữa làm gì mùa mưa mình chải cao su rồi nó dễ. Nước chạy, nó chạy giống như bạc bạc lót đây gì. Ừ. Chạy trên gió thổi bay. Hả? Tôi nè. Có, tại vì đó mình chỉ làm tạm thời. Tạm thời ấy hả? Trong thời gian ương mười mấy ngày hả? Khu này mười mấy ngày, 20 ngày được. Nhưng tới ấy chứ giờ tới lối hầm mấy này thả đợt hai rồi đâu có ấy đâu, đâu cần mùa này nó mùa đâu, này đâu mưa. Anh vệ sinh đi nha, anh vệ sinh sạch sẽ rồi anh tạt vô đi, tạt cả một hai bao vô cũng được, tạt cho nó trắng rưỡi. Bữa đó chuẩn bị anh tẩy bạc á hả? Dạ, anh tạt tạt sống rồi đó, vệ sinh cái rồi tạt. Em đã tạt rồi, em thả sâu anh nữa mà đã tạt hết rồi. Tạt sống lên. Ngày một. Dạ. Không tạt rồi để đấy kệ. Tính chừng nào mà xuống giống lại anh. Tính hôm mấy rồi đặt rồi, hôm mấy rồi thả. Hôm mấy hôm nay là gần cuối tháng. 6 rồi. Ừ, năm 6. Cái chung thả chung á, em cũng đặt rồi đó. Đặt rồi hả? Em cũng đặt luôn đó, 27, 24 gì cũng được hết đó. Đúng không? Ồ. Vậy này đặt rồi đó. Còn 100. Ừ. Vậy trùng á, em cũng đặt đó. Vậy sao? Đặt bên khu cũ à? Khu cũ. Hay nha. Được rồi chứ gì nữa. Đợt này anh nhận tính làm lại là bao nhiêu tính thả lại bao nhiêu ngàn? Cũng 350 à. Bấm vỡ 10% nữa. Ừ. À, 38. Kể thưa thưa đi. Thưa dễ nuôi. Dễ, dày mệt. Em thấy không? Dày phải thu tỉa. Đang nói là không nhức đầu. Nó không không nhức đầu ở đây là nó không nổi đầu. Đúng vậy, nghĩa đen á. Tôm không nổi đầu. Không được đấy nhiều. Mật độ. Mình cũng ít nổi đầu luôn. Đúng rồi. Đó, màu nước tầm 7 ngày, tầm 7 ngày tuổi. Ở nước là đầu lắng vô là anh có cái ao chứa nó khoảng bao nhiêu ngàn mà đó, bao nhiêu ngàn khối khoảng. Trời nhiều lắm. Nó qua nhiều giai đoạn. Ít dịp chú đi chứ không? Trúng cái ngoài đó nó về vô rồi. Tuổi tôm nó lớn. Cái đoạn mà xử lý thuốc tím anh có làm, anh cũng làm cho anh ta rồi. Lúc này nghỉ xài thuốc tím mà xài calori nó. Đánh cho nhanh hay gì nhỉ? Hả? Ở đây thu không phải bị qua nhiều giai đoạn nước nó trong. Clo đây đánh mấy BBM, mấy ký giờ ngàn. Lúc này đánh cũng ít. Anh hai tiện á. Anh hai tiện, anh gan hơn. Hai tiện chính là người gan á. Gan á. Tính gì tính nhưng... hiệu quả kinh tế. Ăn, nói chung là ăn thua xử lý vi sinh ở trong, nói chung là mình thấy cho nước màu là, nước nó đẹp, mình thấy nước là trong rồi là diệt khuẩn nhẹ thôi. Đánh diệt khuẩn bên ao chải bạc tuốt bên kia mới cấp về ao sẵn sàng bên đây. Ai sẵn sàng là không có đụng chạm gì nữa hết, không vậy là kỹ hơn tàu nữa. Tàu chỉ diệt khuẩn sẵn sàng luôn rồi mới cấp xử lý bên kia. Em là bọc cái ao sẵn sàng. Có ao sẵn sàng lâu lâu đánh thằng Won 80 của mình đó, đánh lại lâu lâu đánh lại cái. Từ khi cũng nước đánh, để lâu ra ha. Mỗi bị mình bơm chồng vô đó. Cùng ao bạc chỉ có anh với gan là giống như đánh chlorine hôm nay mà mai cấp. Không thì cái đó tôm lớn. Cái quạt trong đó nữa. Cái quạt đó? Có chứ. Có. Tôm vàng. Đó để vàng thôi. Cũng tới 48 tiếng chứ anh nhận. Cái gì? Ít nhất cũng 48 tiếng chứ. Thì tôi đánh bên kia tôi mới lấy nước bên kia bơm qua anh đây chứ không có đánh ao sẵn sàng bên đây. Đánh được mà lấy từ mặt trên. Đánh bên kia bơm qua anh đây. Mà có sao mình đánh rồi lấy qua đây cũng mấy, kể là mấy không tin đâu. Cũng mà, cũng em, lâu rồi, đặt thí dụ chiều nay đánh sáng mai cấp nước về anh đây rồi, chiều mới bơm vô. Là anh cũng 2 cũng ngày rồi. Lâu rồi. Tụm lớn anh thấy có nhiều chỗ anh ta họ đánh 5-6 BPM, họ đánh xong 5-6 sau cấp máy. Phải rồi. Ờ đúng rồi. Trời mấy người với, mấy tài, người ta điểm tôi anh nhận em hỏi là đúng rồi. Nghĩa là mấy người chút bia nó không đúng, lý do là ảnh nguyên tắc của tôm càng lớn á, người ta không dùng gì nữa. Để lời mà. Tụm lớn là tao không sợ nữa. Không, chủ yếu là phải dùng vi sinh mới được. Nước là quan trọng nhất. Tặng anh cái này nè, rất là hay. Rồi, cảm ơn. Tạc. Cái này tạc ha. Lít cho 1.000, 2.000 cũng được. Thôi ba ao anh chia ra anh cút hết xuống cái chanh này mà. Anh tiếp đánh dắt chị. Không nói giờ tôm lớn thì mình cứ đánh vào chiều tối đi. Để khuya nó lột được, lột luôn. Cái hàng nguyên liệu. Ừ. Tại vì nó sẽ tiết kiệm chi phí cho mình. Canxi. Nó là khoáng hữu cơ.
trung thì xài nhiều lắm, pha tăng rưỡi một lần. Tại vì đó nó có rẻ về, tại vì nó phụ thuộc vào ví dụ những cái đợt mưa mà tôm nó hấp thụ khoáng kém lắm, dùng cái này. Hoặc là càng mưa mùa mưa để tảo nó lại kém. Có đi thì mấy cái ao mà đặc biệt là lắm thì nó đầu tư hoàn toàn hết rồi, quy sinh rồi của nó thấy màu nước nó không, màu nước không không rõ ràng, với lại nó anh đi nhiều rồi, thằng ở trên này nó nếu mà nó có vị trí nó tốt thì công ty Thuận Dương đội chắc cứ nghĩ hết rồi. Thành cái những cái môn may mình còn tồn tại được việc là cái vị trí nó không tốt, nó đánh cái chính là cái gì thì người ta cứ liên tục hỏi mình chà bạc khổ không? Em mới trả lời là không, dùng vi sinh bên em làm gì có chuyện chà bạc. 10 ngày anh xuống anh lau chùi mấy cái bợn thôi, còn dùng nó nhớt cái tía đó anh bỏ cái ao vào mười mấy ngày đánh vi sinh không, đâu có vệ sinh bạc đâu. Mấy thằng vi sinh nó dèo có mười mấy ngày mà phải vệ sinh bạc trong ao nữa trời. Xài rồi tới xả tôm xuống ao kia bạc nó cũng sạch trơn. Chính thằng Phú nó vừa nói coi nước anh mà nó ghiền hoài. Bởi vậy thì bây giờ anh thực tế đó, anh thấy chưa đó, tôm 87 tuổi ngày thứ 87 khoan nó tới xài cỡ thấy cái màu à, anh là khoan anh cũng sụp sụp luôn. Tôm bây giờ mà anh còn sụp nữa. Ta kỹ cho nó kỹ. Bây giờ mà anh tạc chứ nó mới ngon chứ kỹ gì tạc chứ. Lỡ rồi có bòn rồi đó, sụt rồi xả xuống à. Bây giờ anh tạc chứ nó mới ngon á. Quá hay. Tư quá. Có bạn mình ăn con. Các bạn con. Nói như thằng người bác á, thằng quản lý em á, người bác á nói thì cũng thay nước thay đồ chứ có ai nói không thay nước, nhưng mà thay nước phải đánh vi sinh nữa chứ em thay nước không nó sao được cái màu đẹp.